Hello, chào cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị các bạn biết không, bữa nay mình đi đến làng hoa Sa Đéc. Hiện tại giờ mình đang đứng ở đài ngắm hoa Sa Đéc nha cô chú anh chị các bạn. Mình mời cô chú anh chị các bạn đi theo mình đi vô khu đài ngắm hoa Sa Đéc này chơi một vòng nha cô chú anh chị các bạn. Đi cô chú anh chị. Đây là ngay cái cổng, ta trang trí lại hết rồi cô chú chị. Du khách này đi cũng đông lắm nha, đi đông lắm. Đi mình tiến vào trong nha cô chú anh chị. Đi về già vô. Dài vậy. Ở đây người ta trang trí hoa chuẩn bị từ đây cho đến Tết âm lịch luôn. Rất đẹp. Hôm nay ta sửa sang rồi lại hết. Hello. Chào mấy em. Hello. Đi vô rồi đó hả? Dạ vô rồi. Giờ đi ra. Còn đi dài dài trong kia còn mấy chỗ nữa đó. Đi nha. Ở đây các em ở xa xa đi ngắm hoa cũng rất đông mà các bạn. Rất đẹp. Đó, cái đài ngắm hoa đó các bạn ơi. Mình tiến dài dài vô. Mình sẽ lên đó. Cái đài ngắm hoa đó. Zoom gần lại cho các bạn xem chứ nó cao lắm đó. Đây ta trang trí sẵn chờ Tết. Hello, chào mấy em. Chào chú. Chào chú vậy chú. Đi ra không? Có chưa? Này không chú? Được không? Nào. Đúng rồi. Dạ. Nào xấu nhất đó. Hello. Về tới đâu mấy em? Dạ. Về Kiên Giang. Kiên Giang là hả? Qua đây sớm không? Qua 9 giờ. 9 giờ hả? Rồi, chúc em đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Bye bye. Có mấy em ở Kiên Giang đi qua đây chơi. Cũng xa. Giờ mình đã vô cổng. Vô cổng là 30 ngàn một vé nha các bạn. Vô đi. Rồi rồi anh mua rồi nè. Vậy hả? Anh mua xong rồi. Nè. Nước rửa tay. Đây luôn phải không? Giờ chúng ta sẽ đi vòng vòng vô đây trước đi các bạn. Tham quan bên đây trước. Chỉ vô coi thôi chứ chưa kêu nó làm cái đi à. Dắt. Người ta biết mà sao không biết được. Không biết đăng ký thôi không. Du khách đây đi cũng lai rai đông đông nha các bạn. Ôi chà. Thì ta trưng bày hoa để vô đây mình ngắm thôi. Đây là cái khu ăn uống. Chút nữa mình sẽ trở lại khu ăn uống. Mình đi hết một cái vòng cái vườn hoa trước đi. Đây nó có đủ loại cây. Mình sẽ ghi từng chi tiết cho cô chú anh chị các bạn xem ha. Đây nó có nhiều cái loại hoa lạ lạ. Cái nào hoa lạ lạ là người ta có để tên.
khu trải nghiệm sản xuất hoa kiển. Như vậy là bên đây khu này là người ta để sản xuất hoa kiển. Đó là cây thiên hoàng, mình cũng mới biết nha, cây thiên hoàng. Tại vì những cái nơi đây là chỉ để vô đây ngắm hoa, chụp hình, check in vậy thôi, chứ không có cái gì khác hết. Khu này thì khu sản xuất, mình cũng không có thấy cây gì lạ lạ, chỉ có cái cây loại này là lạ thôi nè. Cây này là mình thấy lạ, nãy mình có đã có quay cái bạn cái tên rồi. Nói chung trang trí cũng đẹp nha các bạn. Thôi mình đi ra chỗ này đi, đi lên đài ngắm hoa đi, còn trong đó chỗ là sản xuất không à. Đây là chỗ này là nơi uống cà phê nghỉ mát. Thì đây là ăn uống nghỉ mát ở đây. Hello mấy em. Ừ, giờ đi ra hả? Tới đây lâu chưa? Vậy hả? Mình tiếp tục đi vòng qua đây nha các bạn. Đây là khu uống nước giải khát, uống cà phê. Mỗi một cái chỗ ngắm cảnh thì có con nơi ăn uống nước, ăn uống thì luôn. Ở đây là cái đài ngắm hoa nè, một chút mình sẽ đi lên đó. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua đây trước đi. Du khách đi cũng đông nhưng mà không có đông ngượng ngùng nha các bạn. Đi vô đi ra, đi vô đi ra, lai ra vậy thôi. À, mình đi lên đây. Đây có một cái chỗ để đi lên một cái cầu thang. Đi dạo tới. À, có mấy em đi lên đây. Ồ, trèo lên cao nữa các em. Trời. Lên cao coi. À, đây một em gái đi về thử thách. Tới đó là sợ rồi phải không? Đây là cái nơi để leo lên ngắm hoa nhưng mà không cao bằng chỗ đài để ngắm hoa nha các bạn. Sợ. Chú không chạy? Lên đây đi. Lên đây. Bên đây hai đầu nó có hai cái cây cầu đi lên cao ha. Cũng đẹp. Mình sẽ đi dài dài tới. Cũng lý tưởng lắm. Nói chung đây tới Tết thì còn một tháng nữa. Ở đây thì nay chỉ ngày đầu năm dương lịch thôi, nhưng mà du khách đi cũng nay là ngày khai trương đầu tiên luôn đó các bạn. Cấm trẻ em. Nên đây là cấm trẻ em lên, mình sẽ lên thử rồi nha. Mình sẽ đi lên. Cảm ơn các bạn. Lên tới bậc cuối luôn. Chắc lắm nha các bạn. Đây mình đi lên tới trên đây. Chút giót luôn. Đó, bên kia một cái nhịp cầu y như bên đây vậy đó.
ở dưới cái hồ đó nuôi cá. Một chút mình sẽ đi lên cái đài ngắm làng hoa đó. Khung cảnh thì đến đây thì rất đẹp. Mình đi xuống các bạn, ngồi đây hồi sao lạnh giò quá. Dọc qua đây các bạn ơi. Oh. Ở đây có mấy em áo dài, áo đỏ. Không biết là du khách đi chơi hay là có gì không biết. Hay là nhân viên hướng dẫn ở đây mình không biết. Để mình hỏi. Đây có một cái lối đi, các bạn nhìn thấy nè, nó ta treo cái dù thấy không, đẹp ghê. Đi về ra các bạn ơi. Hello mấy em đi chơi hay là hướng dẫn ở đây đi chơi hả? Ở đâu lại đây gần đây ở giống anh tưởng đâu là những người hướng dẫn ở đây không biết chưa. Đó, để cho anh ghi hình coi. Dạ thôi, cảm ơn anh. Chơi vui vẻ nha, dạ, đi nha. Ừ, bye bye. Đi lên đó không? Đi lên đó đi. Ủa? Đi đâu? Leo lên cỡ ngựa coi. Mình sẽ leo lên đài ngắm hoa các bạn ơi. Leo lên cho biết, hồi nãy mình đi cây cầu bên kia rồi. Nó trống lỏng trống lẻo ớn quá. Bây giờ mình lên đây coi. Cây cầu thang đây. Mình sẽ đi cầu thang đi lên. Đi. Trời ơi. Lên đây sẽ cao cũng cỡ mấy chục mét á. Mẹ thấy không? Mẹ nhìn nè, thằng lớn chưa chưa? Trời lấy nửa tấm nữa. Nửa người hai mẹ con hả? Đấu ra đâu? Tiếp tục lên cao lắm các bạn ơi. Trời trời. Đi mới tới đây mà sao nghe nó mệt. Một vòng rồi nghe mệt rồi. Trời lên đây gió đã lắm các bạn ơi. Mát lắm. Nó chừng gió rồi. Trời ơi, cười nào tới dưới trời. Còn nữa hả? Cao dữ à. Mệt rồi. Mới đi tới đây thở rồi. Khách phải đi từng lượt lên, từng người đi xuống. Đến đây hả? Đây là hết không? Trời ơi, dỡ cái khẩu trang ra thở một cái mới được. Mình đang đứng trên cái tượng đài ngắm hoa nè các bạn. Cao ghê không? Mình xây chuyển một vòng này nha, các bạn xem nha. Mát cực kỳ luôn, lên đây mát lắm. Để mình xem.
hết. Ở trên lội xuống đó nha các bạn, nó như thế đấy, cả cái khu nó là như thế này, cái khu công viên nó là vậy đó. Đó, ra cái cổng ngoài, cái lối đó là nó đi ra ngoài cổng đó, nãy mình vô đó. Chủ yếu là đến đây là chụp hình, check in, vui. Còn bên những cái nhà lưới che đen đen đó, đó là cái khu để trồng trọt, kỹ thuật trồng trọt. Lên tới đây là tới cái tượng đài nè, đó hết nè. Chào. Cảm ơn. Mình zoom lại đó. Cái đường đi đó, đi dài ra. Du khách đi vô ra lai ra ngoài vậy đó các bạn. Đó ngoài cổng đó. Giờ mình đi xuống. Không biết. Nhắc cái giò hết rồi. Mình ra tượng đài này mình đi. Đây quay xuống nhắm xuống thì đẹp lắm. Trong khu này ở đây toàn là hoa cảnh. Đi mình đi dài xuống. Hello mấy em. Chơi hả? Dạ. Ở đâu đi đến đây? Ở Quan Ngãi đi đến đây. Trời ơi, dữ vậy? Dạ. Tới sớm không? Dạ sớm. Vậy hả? Rồi chơi vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn. Bye bye. Ôi, mình đã xuống tới đất rồi. Tới đất liền rồi các bạn ơi. Giờ mình cũng đi đã giáp rồi. Giờ mình đi dài ra. Đi dài ra các bạn. Trời ơi, cứng cái giò hết trơn á. Mới đi có một chút mà nó cứng giò hết. Đa số là đến đây là du khách đến đây để chụp hình, check in là nhiều. Đi dài ra. Đi ra cổng các bạn. Đây là vườn kiển Ngọc Lan đó. Giá vé 30.000 nha các bạn. Hello. Hello. Rồi đi ra các bạn ơi, mình đi ra lấy xe. Ra lấy xe về. Hôm nay mình đi chơi đến đây thôi. Lấy xe. Thẻ xe nãy anh bỏ đâu rồi ta? Thôi nãy giờ mình đi ngắm đài hoa của làng hoa Sa Đéc ở khu Hoa Viên. Rồi dẫn cô chú anh chị theo chân mình đi, nãy giờ cũng lâu rồi, video cũng dài rồi. Mình xin phép kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị các bạn thấy hay nhớ bấm đăng ký và nhấn cái chuông để đón xem video mới của mình. Nhớ bấm chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nha cô chú anh chị các bạn. Mình xin chào tạm biệt. Bye bye.